Nửa đầu tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 16,26 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 4 nhóm hàng đạt từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng, hàng dệt may. Tổng lũy kế tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7 đạt 207,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 16,43 tỷ đô la Mỹ. Hai nhóm hàng nhập khẩu tỷ đô trong kỳ này là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng. Như vậy, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã đạt gần 403 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 11,88 tỷ đô la Mỹ.